Vì vấn đề sanh tử của chúng sanh chúng ta mà Đức Phật Thích Ca xuất hiện tại cõi Ta Bà này. Ngài được sanh ra trong một gia đình dương giả, nhưng Ngài đã từ bỏ sự giàu sang của cả một vương quốc để ra đi lo việc tu hành và chứng thành Phật quả dưới gốc cây Bồ Đề. Sau khi chứng quả Phật, Ngài quan sát các chúng sanh trong thế giới Ta Bà và nhận thấy rằng các chúng sanh tại đây có một nhân duyên sâu đậm với hai vị Phật, đó là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở phương Đông và Đức A Di Đà Như Lai ở phương Tây. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở thế giới Lưu Ly, nơi phương Đông, có thể giúp chúng ta tăng phước tăng thọ, tiêu trừ tai nạn. Còn Đức Phật A Di Đà Như Lai ở phương Tây thì có thể tiếp dẫn chúng ta mang theo nghiệp mà giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Hòa nở liền trong thế Phật, ngộ được pháp vô sanh nhẫn. Trong bài Nhị Phật chú có câu: Nhị Phật diễn hóa tại Ta Bà, Đông A Xúc, Tây Di Đà. Hai câu này nghĩa là Phật A Xúc, tức Phật Dược Sư, và Phật Di Đà đều giáo hóa chúng sanh tại thế giới Ta Bà. Hai vị Phật, một vị ở phương Đông, một vị ở phương Tây, nhưng cả hai đều có nhân duyên rất sâu đậm với chúng ta nơi cõi Ta Bà. Do đó, Tiều Tài Diền Thọ Dược Sư Phật chính là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, còn Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật chính là A Di Đà Như Lai. Nếu có ai niệm danh hiệu của Đức Phật Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư thì người đó được giải trừ tai nạn, bệnh tật tiêu tan, tội diệt, phước sanh, tâm ý mãn nguyện. Vậy vị Phật giúp các chúng sanh kéo dài mạng sống chính là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư. Còn Đức Phật A Di Đà thì sao? Ở đây là vấn đề giảng sanh. Như có ai muốn về thế giới Cực Lạc thì phải niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Nếu quý vị muốn sanh về cõi Lưu Ly, tức là thế giới của Dược Sư Lưu Ly Hoa Như Lai, thì hãy niệm danh hiệu của Ngài Dược Sư. Khi còn sống, người ta muốn tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ. Còn khi lâm chung, người ta mong về nơi thế giới Cực Lạc. Bởi vậy, trong Phật giáo, chúng ta thấy có những tấm bài vị màu đỏ, gọi là bài vị Diên Thọ. Ngụ ý rằng Đức Phật Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư phóng hào quang chiếu sáng ngôi sao bổn mạng của chúng ta. Còn khi giảng sanh, nếu không muốn tái sanh nơi thế giới Lưu Ly mà muốn về cõi Cực Lạc thì người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhân duyên của chúng ta đối với hai vị Phật nói trên quả là rất mật thiết. Tuy nhiên, chúng ta vốn chưa biết gì về hai vị Phật này, ngay đến cả danh hiệu của các ngài chúng ta cũng không biết. Do đó, Đức Phật Thích Ca mới giới thiệu cho chúng ta về danh hiệu bổn nguyện cùng công đức nguyện lực của các ngài. Bởi vậy mới có bộ kinh này, gọi là Kinh Công Đức Các Bổn Nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Dược Sư Lưu Ly Quang là tên gọi của Đức Phật này. Như Lai là một trong 10 tông hiệu của mỗi vị Phật. Bổn nguyện là các lời phát nguyện của Đức Phật này khi Ngài phát tâm Bồ Đề, thời gian trước khi thành Phật quả. Lời nguyện phát ra trước khi thành Phật gọi là bổn nguyện. Công đức gồm có chữ công, chỉ những gì được tạo lập ở bên ngoài. Chữ đức, chỉ những gì được tích lũy ở bên trong. Thí dụ, quý vị dựng chùa lập miếu, tu sửa cầu đường, mưu cầu hạnh phúc và lợi ích cho mọi người, như vậy gọi là tạo lập công. Còn đức là nói về sự tình ở trong tâm. Ví dụ như quý vị làm một điều gì mà khi trông lên thì không thẹn với trời, trông xuống thì không hổ với người, ngoài không dối người, trong không dối mình. Những hành động như vậy ở bên ngoài thì lập nên công, ở bên trong
thì tạo thành đức hạnh, đó gọi là công đức. Về đức hạnh, chúng ta có câu thiện dục nhân kiến bất thị chân thiện, nghĩa là phàm làm việc thiện mà lại muốn mọi người trông thấy thì chẳng phải là chân thiện. Quý vị làm điều thiện, quý vị không cần người ta biết đến, cũng không cần phải quảng cáo với ai. Chẳng hạn quý vị không cần phải tuyên bố rằng tôi đã làm việc thiện này, việc thiện kia, hoặc nói tôi đã thọ 5 giới, thọ 8 giới, thọ rất nhiều giới rồi, tôi là người đã thọ Bồ Tát giới. Những điều đó tuy quý vị đã làm, nhưng quý vị không nên khoa trương. Đức hạnh thì không ai hay biết, đó mới là đức hạnh. Như muốn mọi người hay biết thì không phải rồi. Cho nên mới có câu thiện dục nhân kiến bất thị chân thiện, ác khủng nhân tri tiện thị đại ác, nghĩa là làm thiện muốn người thấy, đó chưa là thật thiện. Làm ác sợ người biết, đó mới là đại ác. Làm việc thiện mà muốn mọi người hay biết thì không phải là đức hạnh. Điều ác mà sợ có người biết thì đó là một tội lỗi lớn. Do đó, đã là người học Phật, chúng ta không thể giống như vậy, không nên tranh hơn tranh thua. Chẳng hạn như nói những câu tôi đã làm nên những chuyện này chuyện kia, tôi như vậy đó, tôi bố thí như thế này, tôi hộ pháp như thế kia, có những tư tưởng hành vi khoa trương tự mãn thì đó không phải là tư cách của người hộ pháp. Bởi vậy, nay quý vị học Phật Pháp, nghe giảng kinh, quý vị hãy dụng công ở tại điểm này, chớ còn phải là để hư trương danh tiếng, mượn dịp này để quảng cáo cho mình. Điều chúng ta chú trọng là công phu thật sự, còn cái hư danh thì ta không cần biết. Chúng ta là người học Phật thì chính chúng ta phải làm gương, khiến cho mọi người phải kính nể phẩm hạnh của tín đồ Phật giáo. Công đức là ở chỗ đó. Kinh ở đây có nghĩa là kinh thường. Pháp kinh thường nghĩa là pháp không biến đổi. Kinh chính là lời nói của thánh nhân, lời giảng dạy do bậc thánh nói ra, một chữ cũng không thể lược bớt, một chữ cũng không thể thêm vào, ý tứ phong phú. Nói tóm lược thì ý nghĩa của chữ kinh không ngoài bốn nghĩa: quán, nhiếp, thường và pháp. Quán tức là sâu qua, xuyên qua, ngụ ý rằng ý nghĩa và đạo lý trong lời Phật dạy giống như một sâu chuỗi, tiếp nối nhau thông suốt từ đầu đến cuối. Nhiếp nghĩa là bắt lấy, thâu nhiếp, thích ứng với mọi căn cơ của chúng sanh. Thường có nghĩa là không thay đổi, từ cổ chí kim luôn luôn như vậy, có tính vượt thời gian. Pháp nghĩa là phép tắc. Chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng như ba đời các chúng sanh, tất cả đều tuân theo khuôn phép đó. Bởi vì có câu tam thế đồng tuân danh giết pháp, nghĩa là ba đời cùng tuân theo nên gọi là pháp. Tất cả chúng ta cũng phải tuân thủ phép tắc đó. Kinh còn được ví như dây mực của người thợ mộc, có khi mang nghĩa như một dòng suối tuôn. Thật ra, chữ kinh còn chứa đựng rất nhiều nghĩa. Có điều quý vị chỉ cần nhớ lấy mấy ý chính. Kinh là gì? Kinh là kinh thường, là pháp không đổi thay, không cải biến, vĩnh viễn là như vậy. Nay Phật giảng như thế này, trong tương lai Phật cũng giảng như thế. Quá khứ Phật cũng đang giảng như vậy. Như trong câu cổ kim chẳng đổi gọi là thường, ba đời đều tuân theo gọi là pháp. Chỉ kinh này tức kinh công đức các bổn nguyện của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, nếu giải thích một cách đơn giản là như thế. Này giảng các chữ trong đề kinh: dược nghĩa là thuốc, sư là thầy. Vị Phật đây là một thầy thuốc lớn, có thể trị tất cả mọi bệnh tật của con người trong thế gian. Bất kể quý vị bị chứng bệnh nan y gì, nếu được Ngài cứu chữa thì chắc chắn bệnh sẽ hết, bệnh gì cũng được chữa lành, ở cửa tử mà được hồi sanh, bệnh đáng chết mà được cứu sống. Bởi vậy,
ngài mới có tên gọi là dược sư. Lưu ly là một chất trong suốt, ở trong có thể nhìn thấu ra ngoài, ở ngoài có thể nhìn xuyên vào trong. Lưu ly là tên của quốc độ quả báo, báo độ của đức dược sư, gọi là thế giới lưu ly, và ngài là vị giáo chủ. Thân thể của ngài cũng là chất lưu ly, nội ngoại đều sáng trong, tinh khiết. Ngài thông hiểu hết các loại thuốc. Ở Trung Hoa đời xưa, có vị vua tên Thần Nông, và có câu nói, Thần Nông thường bách thảo. Nghĩa là, vua Thần Nông đã từng nếm hết thảy các thứ cỏ cây. Thân thể của vua Thần Nông cũng là chất lưu ly. Khi nếm các loại cỏ cây, thảo mộc, nuốt vào bụng rồi, vua có thể nhận ra tác dụng của vị thuốc, biết được vị thuốc đó đi vào đường kinh lạc nào trong cơ thể. Khi nếm đủ các loại dược thảo xong, vua phân tích ra từng tánh chất một, dược tánh, vị nào chua, ngọt, đắng, cay, mặn, thứ nào là lạnh, nóng, ấm, trung bình, thứ nào độc, thứ nào không độc. Quang là ánh sáng. Thân thể của đức dược sư Như Lai không những trong suốt mà còn tỏa sáng, là một đại quang minh tạng. Như Lai là một trong 10 tôn hiệu của Phật. Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiền nhân sư, Phật, Thế Tôn. Số là mỗi vị Phật có 10 dạng danh hiệu, nhưng kể đủ cả 10 dạng danh hiệu ấy thì không ai nhớ được, nên người ta rút ngắn lại thành một dạng. Tuy nhiên, một dạng kể ra cũng còn nhiều, nên lại rút ngắn thêm thành 1000, sau rút gọn nữa thành 100, cho cuối cùng rút xuống chỉ còn lại 10 danh hiệu. Vị Phật nào cũng có 10 danh hiệu trên, chứ chẳng phải vị Phật này có mà vị Phật kia thì không. Học Phật Pháp, chúng ta phải hiểu điều đó. Tôi nghe những kẻ ngoại đạo nói về Như Lai Phật Tổ, họ không hiểu Như Lai Phật Tổ là vị Phật nào. Kỳ thực, vị Phật nào cũng có hiệu là Như Lai. Như Lai nghĩa là noi theo đạo như thực, chân lý, mà đến và thành chánh giác. Thừa như thật, chỉ đạo lai thành chánh giác. Bổn nguyện là nói về các lời phát nguyện trong quá khứ của ngài Dược Sư. Đây không phải là những lời phát nguyện trong đời này. Trong kinh điển Phật giáo có các danh từ như bổn sự, bổn nguyện, bổn sanh. Bổn sanh là thuộc về đời hiện tại, bổn nguyện là thuộc đời quá khứ, còn bổn sự là sự việc xảy ra trong kiếp xưa. Công đức và kinh, các danh từ này đã được giảng rồi. Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai là vị Phật ở phương Đông. Ngài có một tên khác nữa là Phật A Xúc. Phật Dược Sư thuộc Kim Cang Bộ ở phía Đông, và bộ này chú trọng pháp hàng phục. Pháp này chuyên hàng phục thiên ma ngoại đạo. Khi chúng thấy các vị Kim Cang hộ pháp thuộc bộ Kim Cang là chúng phải quy hàng. Giả tỉ như bất cứ ai niệm chú Lăng Nghiêm thì sẽ được 8 dạng 4000 Kim Cang Tạng Bồ Tát gia hộ che chở. Cố nhiên người đó phải thành tâm niệm chú mới được. Đại khái lược giảng về ý nghĩa của tên kinh là như vậy. Ha ha ha,